若果精神只知世事是无定，宁愿不醒，双双抱着彼此罪应。狂呼急的声音，歌声更动听，现已快伴着了我的冷静，让天边一颗星，一颗心。 记忆定格，亦在那耳中。神酒一杯，已为了每次的约定。谁的倒影，每种似是分外平静。啊。 Tụi đã bắt được tinh thắng này, tụi mình sẽ không có được phát lương đó. Vậy hả? Thiệt không? Thiệt. Tôi chết rồi, ba má tôi chờ tôi lãnh lương về để mua gạo. Nếu như vậy, tôi hết rồi, lần này thì hết rồi. Các chị đừng có quảng hốt quá mà. Củ phố Hương là cứ tiệm lâu năm, sao lại không có tiền để phát lương? Còn không chịu làm việc sẽ không phát lương đó. Phải đúng trời. Không phải đâu, cái tên này là thiệt mà. Ê, chào cô. Chào cô. Các chị tạm ngưng một chút, tôi có chuyện phải tuyên bố. Ông chủ vì sức khỏe phải tịnh dưỡng, cho nên dạo này không thể cai quản xưởng rượu. Tạm thời tôi sẽ kiêm làm đương gia, cho nên từ nay tôi không có dự thì giờ ở lại phòng lên men. Cốt mà, như vậy chừng nào chúng tôi mới được phát lương? Dạo này xưởng rượu xảy ra chuyện gì, các chị hiểu rõ mà. Tiền mặt của xưởng rượu thì bị điều động đi, nhưng mà không lâu sẽ thâu được một số tiền lớn, cho nên tôi hứa với các chị, tôi không thiếu các chị một đồng xu nào đâu. Yên chí đi. Vậy trời. Phải, từ ngày cô Út thiệt tốt lắm, tiền bạc rành mạch, cho nên lần này mình phải giúp cổ. Cho dù chúng tôi chịu, nhưng mà công nhân của các phòng khác biết không có tiền lương nhất định không có chịu làm. Vấn đề này tôi sẽ xử lý cho mau, các chị đừng có lo lắng quá, miễn là phải làm tốt bổn phận của mình thôi. Qua đi, ở đây giàu kinh nghiệm nhất, từ nay chị giúp tôi coi chừng phòng lên men. Nếu có việc gì làm không xử thì nhờ Thuận Phong nha. Chị học nghề được mau lắm, sẽ giúp được cho chị mà. Dạ được. Cố mà, tôi làm việc cũng giỏi lắm mà. Tôi biết, cho nên lần này chúng ta phải hợp sức mới qua được cái ải khó khăn này. Nếu không có vấn đề gì thì tiếp tục làm việc đi. Đi làm việc, đi, mau. Chừng nào lấy trái cắt tường để làm bánh rượu? Quế Hoa Hương sắp lên men rồi. Tôi nghĩ khoảng thời gian này tôi không có nhàn hạ làm Quế Hoa Hương nữa. Anh Thuận có hỏi là chừng nào qua giúp hay không? Chị Hà bảo tồn tốt trái cắt tường giùm tôi. Còn nữa, tôi biết chị lo lắng cho Thuận Thủy lắm. Tôi hứa với chị, chờ cho Tâm Ca dịu lòng một chút, tôi sẽ nói xin giùm chị để thả Thuận Thủy ra. Chị đã cứu ông mà, tôi nghĩ vấn đề không có lớn đâu. Cảm ơn cô. Được rồi Sáu, làm việc đi. Cốt à, dù cổ cốc ở hầm rượu đã kiểm kê xong rồi, cô có thể đi coi. Cảm ơn. Gọi bộ La Tổng Quản thiệt xứng đôi với cô Út lắm chứ. Không lẽ ông chủ muốn đưa La Tổng Quản lên làm phò mã hay sao? Cậu Quế Lâm không được trọng dụng, không chừng hắn mới là chân bản thiên tử. Cái tên La Tổng Quản đó, lúc mà nhìn người ta cặp mắt liếc qua liếc lại lén lút quá đi.
Theo tôi thì anh Thuận tốt hơn ổng nhiều. Chị tưởng anh Thuận thiệt là chồng của chị hay sao? Cứ mình chảnh rồi. Nè, chị với anh Thuận quả thiệt đã làm lễ, nhưng mà người ta chỉ là bưng con gà trống để làm dáng thôi phải không? Phải rồi. Dù cổ cốc ở đây, tôi đưa qua phòng câu đối làm câu đối rồi, sau đó đưa qua phòng vợ bình đóng thùng, rồi đưa qua bên ông chủ Quách. Từ nay mình sẽ không còn rượu cổ cốc nữa. Cho dù nấu lại đi nữa thì 3 năm sau mới có bán. Lần này thiệt là hao tổn binh khí. Ây da, tôi chợt nhớ ra rượu gạo ngà đường này phải đem tới tiệm rượu Hán Ký. Yên tâm đi, tôi đã ăn bài chở ra cho cô rồi. Cảm ơn anh nhiều, mai là có anh ở đây. Trong khoảnh khắc biểu tôi quản lý nhiều việc như vậy, tôi lo là làm không xuể. Cô nhất định được mà. Thực ra đây chỉ là chuyện lặt vặt thôi, tôi có thể lo liệu giùm cho cô. Tôi chỉ sợ là người ta nói tôi giữ hơi cô làm lớn. Người ta nói sao bỏ mặc đi, anh xử sao với sửng rượu tôi với Tâm Ca đều biết. Từ nay tôi thiệt phải nhờ anh nhắc nhở, anh thiệt là cây gậy của tôi đó. Cô đừng bao giờ nói như vậy, đây là bổn phận tôi thiệt nên làm. Trái lại, tôi có lời nói này không biết có nên nói không đây. Cứ nói đi. Sửng rượu có nhiều người phức tạp, thằng Thuận dù sao là hạ nhân, nếu cứ kề cận bên cô, tôi lo là không biết có mua đồ gì. Cẩn thận một chút là hơn. Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Tôi rành tánh của anh lắm, tôi dành chơi từ nhỏ tới lớn, anh thì có cảm tình với sửng rượu lắm, cho nên dù chuyện nhỏ chuyện lớn anh cũng rất sốt sắng. Nhìn bề ngoài khó đọ lòng người, tôi lo lắng cho cô mới nói như vậy thôi. Ây da, đây nè. Nè nè, cẩn thận nha. Từ từ nha. Xin lỗi. Từ từ đi. Đã hết chuyện rồi, làm việc đi, mau lên. Trong khoảnh khắc biểu Hoa Khiên nhiều rượu như vậy, tôi nghĩ phải cần có người giúp đó. Hay là tôi qua phòng chân hấp kiếm vài người qua giúp một tay. Cũng tốt. Sao rồi? Ây da, có biết không, lần này cửu phu hương với ông chủ bị chết chắc rồi đó. Nè, có bên ngoài có mối gì đi được thì đi nha, đừng có ở đây nữa. Mau vậy hả? Nói chuyện gì mà thảm thiết như vậy? Lâu nay ông chủ giữ lời hứa, dứt trọng mặt mũi, tới bây giờ vẫn chưa có tiền cho mình. Có bộ chén cơm này thiệt là bấp bênh quá rồi. Sao mau vậy? Thiệt thảm thương đó. Tôi làm chỗ này bấy lâu chứ bây giờ không có lương. Anh trai, không cần lo lắng đâu, tạm thời chưa có tiền công thôi, ít ra chúng ta cần có cơm ăn mà. Nói phải. Gì đây? Tin tôi đi, tôi đang nghĩ cách đó mà. Chê, đàn bà con gái làm sao mà làm chuyện lớn được chứ. Huống chi mấy người anh của cổ cứ giành giật cái chỗ tam sát này hả? Ngồi không có lâu đâu, chờ coi đi. Sư phụ à, có cách nào giúp được cho sửng rượu hay không vậy? Có, để tao làm đường già. Ai à, cũng tại cô Út thôi, lấy tiền đi chuộc người anh hai, nếu không đâu có chuyện đến đổi như vậy. Các người đâu có thể nói như vậy, cô Út đã một lòng một dạ vì sửng rượu, thường ngày mình mang ân huệ của cổ mà, bây giờ có chuyện không giúp đỡ mà còn chà đạp thêm nữa, phải giúp người ta chứ. Ai, cô cần phải nổi gần cổ lên cãi vậy không hả? Ê, muốn lên giữ chức phò mã à? Mày không có phần đâu, có người đang leo lên chỗ đó rồi. Tôi không biết ông nói cái gì, tôi khẩn trương tới cửa phố hương mà thôi. Mày hỏi thiệt lòng của mày đi, nếu có tới phiền tao cũng chưa tới phiền mày mà. Nè, cái người đang lên chỗ đang vô tới. Ê, cho la tổng quẻ. Đang trò chuyện gì đi? Không, chúng tôi chỉ là muốn nhìn rõ tình thế, không muốn làm việc chùa. Kim sư phụ, ông là quả dương của cửa phố hương, tôi mong lòng nói chuyện lừa lời một chút. Ở bên phòng cầu đối không có đủ người khiêng trụ, cô Út nói là mong là người của bên ông qua bệnh giúp một tay. Quý trời, mới đây đã đem cô Út ra phát hiệu lệnh rồi hả? Giỏi thiệt đó. Ê, học nghề đi mày. Ủa cô Út à, cảm ơn tụi anh nha. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Để tôi. Từ từ. Cẩn thận. Khi không bắt làm nhiều chuyện như vậy thì là muốn giết người sao? Đại ca thiệt chất giả cho anh. Cũng là làm việc cho cửu phu hương thôi, đại lão gia hiểu được mà. Cầm cái lông gà là làm quai hả? Anh chỉ là tổng quản thôi đã nhiều chuyện vậy rồi. Cũng là giao cho ông chủ Quách đủ số thôi, cần chi phải làm nhiều việc làm cần đối chứ. Có biết hay không, rượu của cốc là rượu chiêu bài mà không thấy bị gì đâu. Ông chủ Quách nói là mai mốt cho người qua kiểm hàng đó hả? Mùi gì kỳ vậy? Chưa làm cân đối dĩ nhiên là chưa được rồi. Không phải đâu, tôi uống cốc ít đó mà, thứ này khác xa đó. Công lực của thằng bá rượu bây giờ cũng không tệ,
khá lắm. Ông chủ. Dì Thúc. Chú Ba. Ai đã đề nghị là bán đứt rượu cổ cốc cho ông chủ Quách vậy? Ai đã nói là phải cầm cửu phố hương ra ngoài vậy? Còn đòi số con dao ra? Trong mắt của các người còn có đương gia này hay không hả? Đã nói là có chuyện lớn mà. Tam ca đừng có giận mà, giữ gìn sức khỏe đi. Chúng ta nghĩ không ra cách nữa đành mới làm vậy thôi. Làm gì mà giận dữ vậy? Cũng là vì gom tiền chuộc cho em thôi, cho nên mới bán rượu cổ cốc cho người ta. Có trách thì trách mình em đi. Nếu không phải Quế Lâm câu kết thằng Đông, sao lão già bị người ta bắt cóc như vậy chứ? Lại thanh toán nợ cũ, đã nói không mắc mớ tôi mà. Thế là ông xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy? Em cứ núp hoài ở trong phòng, có đếm xỉa tới các gì hay không? Đương nhiên là chúng ta phải đưa ra một người quản lý xưởng rượu chứ. Cổ Thế Long, anh hãy chấp nhận hiện thực đi. Bây giờ anh đã bị tàn tật rồi, có lòng mà không sớt. Hơn nữa bên trong đang có nội loạn đó mà. Trừ phi là anh cho tôi làm đương gia, nếu như không cửu phố hương sẽ bị đóng cửa dẹp tiệm. Anh nói cái gì đây? Là chuyện của nhà chúng tôi, không mắc mớ anh đâu. Ồ không, tôi thấy ổng đi không nổi. Bây giờ cửu phố hương đang bị rối loạn, ảnh chưa ngửi thấy mùi quan tài, tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi. Ông còn nói thêm hả? Con người của lão già bấy lâu thiệt bình tĩnh và kiên cường lắm, bây giờ đã thay đổi hẳn đi, động chút là nổi giận, không có giữ được bình tĩnh nữa. Lâu nay anh Hùng sợ nhất là bị hành hạ, thêm vào đứa anh hai với Kim Cát Tường chọc tức, thiệt là tội nghiệp cho nó. Nếu Tâm ca không muốn em quản lý xưởng rượu, hãy làm giao lại cho Tâm ca nha. Cô Út à, chúng tôi biết là cô chịu nhiều uất ức, nhưng mà bây giờ tình hình kém như vậy, đương nhiên không thích hợp làm đương gia. Cho dù cực khổ cách mấy thì cô cũng phải ráng kiên trì. Yên tâm đi, tôi nhất định giúp cho cô. Cô Út à, không xong rồi, rượu cổ cốc đã có vấn đề. Chuyến rượu cổ cốc này đã trộn vào các cánh hồng. Là tổng quản, chuyến rượu cổ cốc này là từ trong phòng tồn kho đi qua bên này, khẳng định là bị người ta giở trò. Quý không mặc mớ tới phòng tồn trữ, tại vì lúc khiên qua thì cậu Quế Lâm đã thử rồi. Quế Lâm chỉ thử được mấy tỉnh thôi, đâu có biết được, đã có người an bài. Mấy thứ mà Quế Lâm thử là rượu cổ cốc chính tông, còn những thứ khác khẳng định là có người giở trò. Chứng anh không có làm như vậy đâu. Phải rồi, nó làm như vậy là cái gì? Lần này hợp tác với ông chủ Quách là do nó một tay làm mai mối. Nếu như có người bị ông chủ Quách mua chuộc để giở trò ở trong rượu cổ cốc, như vậy thì ông chủ Quách sẽ truy cứu mình rồi. Tới chừng đó là có thể danh chánh ngôn thuận tiếp thu cửa phố hương. Đại lão gia, ông đừng có nói bừa bãi. Trong xưởng trụ đây là những người làm mười mấy năm, không có ai muốn cổ phương bị chết đâu. Phải đấy đại ca, nếu anh không có bằng chứng cụ thể thì đừng có nói bừa. Hey, lòng người khó đọ mà, biết đâu có người ăn trộm rồi đánh trống la làng. Cửu phố hương là tổ nghiệp của chúng tôi, sao tôi lại làm cho nó sợ? Hey, 7 ngày sau là phải giao rượu cho ông chủ Quách. Bây giờ sức khỏe của lão già kém vậy, các người đừng cho ông biết nhờ, nếu không sẽ bị tức chết đó. Phải, nuối tiếc cũng chẳng có bổ ích gì. Bây giờ chúng ta không phải cần truy cứu trách nhiệm, phải nghĩ coi làm sao có thể vãn hồi. Đại ca, anh nổi tiếng có cái lưỡi vàng mà, lại giàu kinh nghiệm nấu rượu, em nghĩ anh nhất định có cách. Hey, nếu mà anh biết thì anh đã nói với em rồi, đâu cần hỏi em chứ. Lần này thì không biết làm sao mà giải quyết được đây. Hey, lần này thì là nguy quá rồi. Chuyện gì đây? Mới rượu cổ cốc đó thì là có vấn đề, thì là có vấn đề đó. Đúng là càng nghèo càng gặp ma mà. Ây da, trời ơi, thiệt là. Thượng Phong, chị là mợ hai của nhà họ Cổn mà, mày việc chưa đòi lại tiền công cho chúng tôi đi. Hay nói vậy chứ, ông chủ chỉ coi chị là con sen thôi, sao lại chịu nghe lời chị nói. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ nữa? Tôi đã nói rồi mà, cái miệng của tôi còn linh hơn thầy bói đó. Tôi đã nói là thời gian không bao lâu, cái xưởng rượu này sẽ bị rối loạn. Bây giờ cái mớ rượu cổ cốc đó, rõ ràng đã có nội gian dở trò đó mà. Lần này cổ phố hương không chết chắc hay sao? Chết rồi. Ê, sư phụ à, ông công lực thâm hậu đó mà, nhất định là có cách. Ồ, cách thì không phải là không có. Sao phải nói cho mày biết, đồ điên. Đồ sông mép, bộ thì thấy chết mà cũng cứu hay sao? Tại sao tôi phải cứu cửu phố hương, kêu cổ thế lòng để cứu đi? Cái dáng này nó không bị thua sạch hay sao? Tôi đã mát bụng lắm rồi. À, chỗ này có một đoạn rượu thuần tam tùng.
nói là nấu nó bằng rượu nước thì là rượu thuần trùng, rồi thì lấy rượu thêm nước nấu nữa thì là rượu tam trùng. Vậy có nghĩa là lấy rượu cổ cốc hòa vào trong rượu hỗn tạp rồi mới nấu thêm? Phải rồi, vậy là có thể đề cao độ thuần của rượu. Chắc là thông mợ, nhưng tôi đã coi lại, rượu thuần chỉ có trăm mấy tỉnh thôi. Nghĩa là không có đủ chân cất tam trùng. Thật ra ai muốn hại mình đây chứ? Cố bà, tôi không làm chuyện có lỗi với lại cụ Phố Hương. Tôi biết, tôi rất tin anh. Lúc này cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm nữa. Mình nghĩ cách coi làm sao giải quyết còn hơn. Những người bên ngoài nhìn tôi thế nào không sao, quan trọng là cô phải tin tôi. Tôi nghĩ khoảng thời gian này anh thì quá lao tâm lao lực cho xưởng rượu, cho nên có người ganh tị rồi mới chăm chích tới anh. Mong là như vậy. Mình kiếm tiếp nha. Được. Ra rồi kìa. Sao hả? Thế nào? Tuy là đã nồng hơn trước, nhưng mà vẫn gửi ra có mùi của các cánh hồng. Phải rồi, trừng cất một đêm thôi là xong chuyện hả? Uổng công phí sức mà. Phải. Hồ, quận hơn là các người khoanh tay lại không chịu làm cái gì hết. Hey, quân tình cấp báo, quán trời quán đất thì cũng vô dụng. Nếu không có tiền lương, tôi nhất định không làm đâu. Đúng. Thôi được rồi, phải đi bàn thảo với cô Út mới được. Đúng. Nè, chú Cát, đừng có đi làm chuyện cũ nữa. Cô Út đang nghĩ cách đó mà. Nhưng mà chúng tôi đang chờ tiền mua gạo, đâu có thể nào ngồi đây chờ hoài. Ông nói có cách mà thì nói ra đi. Chuyện này đâu có liên quan tới tôi cần gì phải lao tâm. Đừng có uổng công. Thường ngày đã làm phách rồi, nếu dùng có cách đã nói ra rồi, bây giờ chỉ biết nói xạo. Mày không có biết dùng cách đâu. Cái tướng như vậy hả, là tao có công lực thâm hậu, da mặt dày lắm, đâu có dễ bị mắc bẫy. Thủy Thanh xuống coi dưới bếp coi có đồ ăn gì ngon. Coi như là mình ăn mừng. Ê, được chưa? Mau đi. Được rồi. Thủy Thanh à, để bữa nay sư phụ làm mấy món ngon cho con ăn nha. Vô bếp coi con có tài liệu gì không. À, sư phụ à, không có gì hết, chỉ có đống đó thôi. Thì không vậy. Anh đi xin thứ dân này làm gì? Lòng dạ sắt đá đó mà, chừa hơi lại cho ấm bụng còn hơn. Quà thì là thơm quá. Ê, nè, lấy cho má thùng ăn đi. Ê, thơm quá, cái gì đây? Thơm hả? Thử chút đi. Hả? Sao hả? Ngon, sư phụ à, ngon hơn mấy món sư phụ nấu đó. Xì, ngon cỡ nào đây? Đừng nói lao nha mày. Nói rộng cũng không biết, món này là tục gì? Tục gì? Tôi làm đầu bếp 15 năm rồi, chưa bao giờ nghe cái món gì có tên là tục gì. Đương nhiên ông chưa nghe qua. Cái này là bí phương gia truyền của nhà tôi, má tôi dạy tôi nấu. Đừng nói thêm, sẵn nóng lấy cho má Thuần ăn đi. Ơi, một tô lớn như vậy mà bưng hết cho má Thuần à? Không sợ bà bị bể bụng hay sao? Ê, muốn ăn? Nói ra bí phương nấu rượu cổ cốc đi. Chưa có ăn thử mà, đợi ăn thử rồi nói. Sao hả, thấy ngon có phải không? Tầm thường thôi, có cái gì mà ngon. Uầy, à, thường thôi sẽ ăn nữa. Nè, phải rồi, có nghĩa là ngon. Không có được gian trá, nói mau đi. Sư phụ, muốn chơi vàng hay sao? Ơi, cái thằng quỷ này, chỉ bình dịp cho người ngoài hả? Sư phụ đã ăn đồ người ta mà. Cả đệ tử của ông cũng khá hơn ông đó, thiệt là gian trá. Tôi gian trá? Không phải sao, thì là gian trá quá cỡ đó. Hơ, tôi gian trá hả? Gian trá đâu có bằng cổ Thái Long. Ông chủ của chúng tôi sao gian trá? Cho dù gian trá, cũng có xưởng rượu mà. Ông có hay không? Phải, coi ông kìa, không có cái gì hết. Cả vợ cũng không. Nếu tôi là đàn bà, tôi cũng không có theo ông. Cưới người ta về, rồi bỏ mặc người ta. Thì phải,
Cứ người ta về rồi cứ bỏ mặc người ta, còn đi đấu rượu bên ngoài nữa, bị thua luôn. Kém tài thì nói đi. Tao kém tài, nói ra mày sẽ hết hồn đó. Cá cánh hồng chỉ là hai chân hai nấu, còn rượu cổ cốc thì bảy chân bảy nấu. Cả hai thứ đều vô gạo lên men mà nấu ra đó. Còn bánh rượu đương nhiên là khác nhau rồi, phương pháp chưng cất cũng khác nhau, độ thuần và mùi rượu cũng khác nhau nữa. Ngày xưa tao đã trút hết tâm huyết đi nấu rượu, chỉ vì thua rượu cổ cốc này thôi. 15 năm nay tao đã đi học hiểu mà, sao lại không biết? Sư phụ à, vậy bí phương là gì? Mặt mớ gì mày, cái tô này chưa có ăn xong mà ngu gì nói ra chứ. Đừng có dòm tao, tao không giống như cổ Thái Long không giữ lời đâu. Thật ra thì bí phương là bánh rượu, rượu cổ cốc có cỏ hạ lên đó, nghe rõ chưa? Đem cỏ hạ linh bỏ vào trong rượu của các khánh hồng, chưng cất mấy lần là có thể biến thành rượu cổ cốc à? Thì là chưa có hề nghe qua. Phương pháp của sư phụ, với lại kinh nghiệm bấy lâu của ổng, nếu không chắc ăn thì không có nói ra. Phương pháp thì của tôi nói, nhưng mà tôi không có nói là tôi phải gánh trách nhiệm. Thằng Thuận đòi thử đó. Nè, không mắc mớ tới anh ngồi đây làm gì? Thì coi chừng, tôi sợ là các người làm lộn hết chỗ của tôi. Cô Út à, cô nghe rồi chứ? Cô cho thằng Thuận phá cái kiểu này, không thấy mạo hiểm sao? Tôi thấy là nên cho anh thử. Cô Út cũng nghĩ tốt cho cụ Phương thôi. Hôm đó các chị đồng ý cho cổ làm đương gia thì cổ có quyền quyết định. Còn chuyện có được hay không thì phải coi thằng Thuận. Chúng ta còn phải kiếm tiền gấp về để phát lương cho công nhân. Nếu không dù làm thuốc lại mấy tên rượu cũng vô dụng thôi. Không có công nhân không có người làm, mình không kịp giao rượu cho người ta. Ở bên trại gạo dường như vẫn còn chút tiền. Thôi vậy nha, giờ đồng ít tiền qua đây để phát lương trước. Còn về bên phòng cần đối, đại đa số công nhân đều là bà con của phu nhân, lấy một phần trợ giúp chắc là không thành vấn đề đâu. Là tổng quản, anh thì là khéo điều động nhân lực quá ha. Được, để tôi về tính toán kỹ lưỡng thử coi có bao nhiêu nhân thủ rồi mới trả lời với anh. Xin chào nha. Một bên thì lại lớn hiếp nhỏ, một bên thì ráng trút trách nhiệm, còn hơn là xem kịch đó. Thủy Thanh, đổ thêm bình rượu cho tao. Cốt à, tôi đã kiếm hết ở phòng lên men rồi, chỉ có bấy nhiêu. Chưa có bấy nhiêu hả? Chúng ta phải nấu rất nhiều rượu, ít nhất phải có thêm gấp 10 mới đủ. Hết cách thôi, tạm nấu một hai lô trước đi, chờ cốc lão gia điều động tiền qua rồi mình mới đi mua cỏ hạ linh. Nè, bây giờ không biết bên phòng gạo còn bao nhiêu tiền, để tôi về tính toán lại coi. Bỏ đi, mình làm việc đã. Đứng yên. Cảm ơn. Quỳ, cái gì? Anh kéo đỡ giùm tôi. Tôi đi rửa mặt. Chuyện gì? Muốn lấy nước để dập tắt ngọn lửa đó hả? Cái gì chứ? Tôi biết cổ không quên đi cầu đề ca mang như vậy mà. Anh thiệt nghĩ vậy? Bây giờ tôi chỉ lo lắng cụ Phú Hương thôi. Chỗ này là nhà của tôi, dĩ nhiên tôi phải khẩn trương. Con người của anh là vậy mà, rõ ràng yêu thích người ta lại không dám nói. Chuyện gì? Sợ là mình không bằng La Tổng Quản đó hả? Tôi làm sao sánh bằng? Người ta là La Tổng Quản, tôi chỉ là thằng bá rượu thôi. Thiệt là không có chí khí. Bây giờ cô Út cần nhất là người ta giúp đỡ cho. Đây là một dịp mai, La Tổng Quản làm nổi thì anh cũng làm nổi. Tôi làm sao mà làm? Làm được thì sao chứ? Tôi với cổ không có kết quả đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng lòng thì lại không ngăn cản nổi. Cho dù thiệt là cái tên bá rượu thì sao? Anh nghĩ cô Út sẽ ái ngại à? Hãy mạnh dạn lên đi nói với người ta,
Cho dù không được còn hơn là suốt đời hối hận. Tôi có hối hận hay không mắc mới gì tới cô? Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Chuyện của tôi không cần cô xen vào, không cần khẩn trương. Cô làm ơn từ nay đừng có xen vào chuyện của tôi nữa có được không? Anh cũng vậy thôi, chỉ biết nói người ta không biết nói mình. Vậy thì phải. Chuyện gì đây? Sao bước tới không có tiếng động? Trong bụng của cô đương nhiên là không có tôi. Ê, chỉ có thằng Thuận thôi. Thân phận của mình thì tầm bậy tầm bạ. Nè nè, hay là gì? Để tôi dẫn cô bỏ trốn đi nha. Được. Hay lắm. Kiên cát thì bỏ trốn chứ tội gì vậy? Có bỏ trốn cô được là lớn vậy mà. Buông tay đi. Cô từng nay cũng dám chơi tôi nữa hay không? Sợ cô rồi, đúng là khác tình số mạng của tôi mà. Cô còn dám ghẹo tôi nữa hay không? Đại ca Cốc lão gia, bây giờ vấn đề tiền công của nhân thủ phải giải quyết ngay. Phòng câu đối đã có mấy nhân công bị bệnh rồi, không có dư người đâu. Anh thì là khó kiếm người qua giúp em đó. Cô Út à, phòng cân đối có khó khăn, nhưng mà phòng gã của tôi cũng không khá bao nhiêu. Hôm qua tôi đã coi sổ sách rồi, không đủ tiền xoay sở. Ngày mai còn phải trả tới mười mấy tấm hóa đơn lận. Tôi nghĩ là... Ông có biết phần này nhẹ hay không? Cổ Phú Hương đã sắp bị đóng cửa rồi. Mấy số nợ ngoài phố, ông không thể nán lại hay sao? Uầy, Cổ Phú Hương bây giờ đóng cửa hay sao? Bắt tôi phải điều động tiền cho cô. Tôi làm việc mấy nhiêu năm, tôi phải giữ tín dụng đó. Cái giờ này mà ông còn lo tín dụng của mình hả? Các người đều có lòng riêng tư mà. Không lẽ các người đều muốn Cổ Phú Hương bị chết hay sao? Là tổng quản, anh đừng có nói chuyện dèm pha. Anh tưởng tôi không biết trong bộ anh nghĩ gì hả? Anh làm bao nhiêu việc cũng là vì anh mà thôi. Thì đúng rồi. Năm xưa đi gặp ông chủ Quách cũng chính là anh thôi. Bây giờ cửa Phố Hưng nhiều sóng gió như vậy, tôi thiệt nghi ngờ là do một tay một chân của anh diễn ra mà thôi. Đại lão gia, ông nói chuyện đừng nói bừa bãi. Sao nói bừa bãi được? Tôi nghĩ là anh muốn giành quyền thì đúng hơn. Đủ rồi, muốn giành quyền là khác người thôi. Bây giờ em nhìn kỹ rõ ràng lắm rồi. Cô Út à, tôi khuyên cô đừng có gần gũi tiểu nhân thì phiền đó, có biết không? Chuyện này không có mới tới ông. Ông chú không muốn cửu Phú Hương được tốt mà. Quê, tôi dám thề trước đèn đuốc, nếu tôi có mua đồ thì trời tru đất diệt. Ông bỏ đi cô, đừng gây với họ nữa. Mình đi. Thuận nghe, lửa thiệt không, thiệt lớn đó. Phải lưng thẳng hạ mình đó mà, cứ như vậy lửa sẽ được đều đặn hơn. Biết hữu dụng rồi hả? Tao bắt tụi bay múc nước đập mã bộ, bây giờ đã biết tại sao rồi chứ. Thuận à, để tôi nghỉ chút đi. Thêm củi đi. Cố là tổng quản. Thế nào rồi? Xù xẻ lắm, bây giờ đang chưa cất lần thứ năm, không lâu sẽ xong mà. Có thiệt mà nói nhờ, cô Út đã nói nhiều lời tốt đẹp cho anh. Là tổng quản, qua đây chút đi. Sao rồi? Tôi nghĩ phải thêm nước, đi xách thùng nước cái đã. Được. Anh bỏ mặt họ đi, tập trung làm tốt chứ chỗ này là được rồi. Cô không được vui hả? Bây giờ thì tôi mới biết làm đường già thì không có dễ dàng. Không sao đâu, cô yên tâm đi. Đi chuyến đường này nhất định làm được khá mà. Ha, lấy củi cho tôi. Cô Út, để tôi. Chị làm việc cả ngày rồi, cực khổ lắm. Tôi không mệt, để tôi. Nè, lấy củi ra để tôi kéo. Nè, uống trà trước đi. Uống trà trước đi. Đang kéo mà, để xuống đi. Thành thủ rồi, cố qua, thành thủ rồi. Báo với đại lão gia ngay. Sao hả đại ca? Và loại rượu này làm sao mà vô miệng được, đắng quá. Đắng. Lúc mà vừa uống vô miệng,
thì giống như là rượu của cổ cốc, nhưng mà lúc vô cổ họng rồi thì đắng ngắt với lại chát quá. Phải hả? Sao lại như vậy? Không thể nào đâu, đã chiếu theo lưu lượng mà. Không thể nào như vậy đâu. Nè, tao đâu có nói là nhất định được, đừng có dòm tao. Từ đầu chí cuối một tay của mày nấu ra thôi, có hậu quả gì phải tự gánh chứ. Ê, đừng nói là cái lưỡi của tôi tệ, cho dù là uống rượu một vài năm thì cũng nhắm ra được mà. Lần này bị thất bại, vậy là chết chắc rồi. Cái thằng bá rượu này kém tài thì đừng có làm phách. Mày coi, rượu này còn tệ hơn hôm xưa. Cửu Phố Hương phải thiệt mang ơn mày đó. Giao à, anh đã khuyên em rồi mà, em nhất định đòi thử. Cố quá, tôi thiệt không biết đến nông nổi này. Để cố cũng tin tưởng anh, lần này thì bên hại chết rồi. Có lẽ trong quá trình có vấn đề gì, hay là trong khi chân cất đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đâu có thể nào đắng như vậy. Có hai lên tại sao lại đắng chứ. Thuận, mày đã nấu ra được hết bao nhiêu lu rượu đắng này? Đã nấu 4 lu. Ây da, như vậy là đã có một phần mấy bị bỏ. Như thằng bả rượu này. Nghe nói rượu có thể nấu ra mùi vị của rượu cổ cốc đó. Vậy mình đã thành công hơn phân nửa rồi. Anh có vậy mà. Đừng có kêu réo, tôi muốn một mình yên tĩnh có được không? Tôi biết anh làm bao nhiêu việc cũng là việc của Út mà thôi. Tôi tin là cổ sẽ không có trách anh đâu. Dạ, bây giờ quan trọng là nghĩ cách giảm đi mùi đắng là được rồi. Có cách nào chứ? Bây giờ tôi nói cái gì cũng không ai tin mà. Họ coi tôi là thằng khùng thôi. Tôi biết tôi không thiệt, còn đừng độn nữa. Và còn dại dột nữa, còn muốn trèo cao với người ta. Cổ cũng đâu có kinh khi anh, sao lại tự mình coi nhẹ quá vậy? Tôi biết anh không giúp được cổ, anh chị không vui. Nhưng tôi xin cô nha, đừng có kéo tôi nhập chung với cô Út nữa. Nói anh không có chí khí thì không sai. Mới đây mày đã chịu thua. Phải, tôi đã chịu thua rồi có được không? Còn ngon lắm sao? Coi thực thế của cô nha, thì là tệ bạc quá mà. Ồ, cái tên báo rượu này đánh cho anh thức tỉnh à? Chuyện gì đánh tôi đây? Hay đó, thiệt là hay quá. Còn hay hơn cái màn tiết đình sang tam hí phàn lê quê đó hả? Sư phụ à, lại muốn nói gì đây? Còn kêu ổng là sư phụ, là ổng kêu anh nấu ra rượu đắng đó. Không biết có phải cố tình báo hại hay không. Ê, cái con gà mái đanh đá này, đừng chửi bậy nha. Vừa rồi tôi đã ngửi qua mùi rượu cho thằng Thuận nấu. Ừ, tôi đã phát hiện thêm có một thứ đồ, không phải là cỏ hạ linh. Còn bỏ thêm gì nữa? Ê, thì là dây mày đăng. Cái này cũng là tài liệu để nấu rượu đó. Là cái này làm cho rượu bị đắng? Ừ. Đâu có mùi gì? Không sai, nếu cỏ hạ linh nhập chung với dây mày đắng này thì sẽ có cái mùi đắng chát. Kẻ biết được đặc tính này thì phải là nhà nghề mới được. Bây giờ đã biết là gì dây này, vậy có cách nào chứ? Đã bỏ thêm bao nhiêu thứ cũng giống như tụi bay. Lằng nhằng dây dừa, ân quán thì không rõ. Muốn làm cho rõ ràng hả? Khó khăn lắm. Đồ sông mép, chết nè. Ây da trời đất ơi. Ê, ê, đau, 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 đau. Dây mày đắng. Đám công nhân này, toàn nhà Cửu Phố Hương mới được 3 bữa cơm no. Bây giờ có chút chuyện thôi đã kêu réo trời. Cũng không thể trách họ. Bây giờ phiếu lương của họ vẫn là chuyện nhỏ. Phiền nhất là rượu cổ cốc. Đã nói thằng Thuận không đáng tin cậy mà. Không có mới tảnh đâu, tôi có phải gánh một phần trách nhiệm. Tại sao cô phải gánh trách nhiệm? Cái chuyện này vì thằng Thuận muốn lập đại công, cho nên mới bị như vậy. Đừng có nói thêm nữa, tôi muốn yên tĩnh một chút. Được, tôi trở ra ngoài trước. Cô cả đêm đã không ngủ rồi, về nghỉ chút đi. Tôi biết rồi. Cô Út, cô Út. Chuyện gì? Chúng tôi đã biết trong rượu sao lại có mùi đắng. Sao vậy? Kim Cát từng đã thử qua, nói là trong rượu có loại mây đắng, cỏ hạ linh trộn chung thì sẽ có mùi đắng. Sao lại như vậy? Nhất định có người phá đám. Nhưng mà bây giờ anh Thuần đang nghĩ cách, cô phải tin ảnh nhờ. Vô dụng, kẻ phá hoại vốn là người mình, làm sao mà phòng đây? Tại sao? Ở trong xưởng rượu, ai nấy đều có lòng riêng tư. Vốn là cây lớn đã bị sâu đục tới trong rồi, hết cách chữa. Tâm ca, thật ra sức khỏe của anh kém như vậy, em thì không nên đá động tới anh. Nhưng bây giờ Cửu Phú Hương đã tới lúc sinh tử tồn vong, cho nên không có cách nào không báo với anh.
Em thì là vô dụng. Ông chủ à, thân cha cô Út đã dùng đủ mọi cách rồi, nhưng mà vẫn giải quyết không nổi. Ông chủ à, đám công nhân bên ngoài không có chịu làm, nó là phải lãnh lương rồi mới chịu làm việc. Cái đám này đúng là tiểu nhân bị ổi, giờ này còn đi gây chuyện. Anh trở ra trước đi. Dạ. Tóm lại, sai một nước là thua cả một ván cờ. Các vị, bây giờ tình thế của cửu phố Hương đang lúc nguy ngập. Tôi mong là các vị có thể dứt bỏ thành kiến và lòng riêng tư. Nếu có cách thì cứ nói ra đi. Thế là ông, cửu phố Hương là huyết mạch của nhà họ Cổ, không thể cho nó sụp đâu. Anh chịu gánh trách nhiệm này, giảm cứu Xưởng Rượu. Gánh trách nhiệm này? Nói vậy nghĩa là anh muốn làm đường giao của cửu phố Hương? Không ở trong cương vị thì không thể làm việc. Nếu muốn làm việc lớn thì phải danh chánh ngôn thuận. Thì ra đại lão gia tính toán bấy lâu là chờ cơ hội này. Tôi thiệt đã bỏ sót đó. Ây da, không biết phải bỏ ra bao nhiêu công phu gì đây. Các người đừng có nói chuyện thừa thải nữa. Bây giờ trước mắt chỉ có hai con đường đi thôi. Một là để cho cửa phố Hương đóng cửa, hai là để cho tôi làm chủ. Anh có cách hả? Đương nhiên là anh có rồi. Chỉ cần anh làm đương gia của cửa phố Hương thì sẽ thoát qua được ải khó khăn này. Đại ca, em nghĩ đại ca quên đi lời di ngôn của cha rồi. Cho dù em có chết đi, anh cũng đừng hòng được làm đương gia mà. Ê gia chú bò, nhớ bao nhiêu việc thì hao tổn tinh thần lắm. Có cần gì tốt bụng vậy không? Nè, đừng có gây nữa. Ngày mai là hạn chót. Nếu như mà muốn giữ lại cửa phố Hương thì em phải suy nghĩ cho chín chắn đi. Thiệt là tức quá mà. Ây da, không biết. Ây da, đi tới. Sao nữa? Nguy quá rồi. Nè, các người có ăn thì đi ăn đi nha. Ông chủ đã thu dọn các thứ, định bỏ chạy rồi. Chú cá kia à. Công nghiêm trọng vậy chứ hả? Đừng có hù chúng tôi nha. Các người không nghe qua, giàu không hơn ba đời sao? Cổ Thế Long đã già cả lại còn tàn tật, có thể làm được cái gì chứ? Quay, ông chủ lo bị sơ sở không có nổi nhất thời thôi. Cứu lại được mấy lon rượu này là hết chuyện. Anh còn nói hả? Rượu cổ cốc bị anh phá kiểu này, đâu còn ai lấy chứ? Thì anh Thuận đang nghĩ cách nữa. Nếu được thì hôm qua đã được rồi. Tiêu rồi, bây giờ nhà họ Cổ hết tiền, rượu không ai lấy. Các người làm chủ quách sẽ làm sao đây? Dĩ nhiên là lấy rượu. Tiền của công nhân mình, không lẽ ông chủ quách chịu trả? Vậy thì không, phải làm sao đây? Ông cũng mở xưởng rượu mà, chừng đó ông kiếm đám công nhân tới thế chỗ của mình thì mình cũng phải cuốn gói thôi. Vậy phải làm sao đây hả? Đâu có tệ như chú nói chứ. Chỉ có anh mới lạc quan với nhà họ Cổ thôi. Chúng tôi làm việc ở đây mà, được đồng bạc là đổ mồ hôi nước mắt đó. Vậy thì phải, nhất định phải lấy lại cái phần thuộc về mình đó nha. Đúng vậy. Cửu Phố Hương đóng cửa rồi sao? Có cần quản hốt gì hay không? Chị không sợ, nhưng chúng tôi sợ. Mai mốt ăn lui giống cũng nhờ nó đó. Phải rồi. Mình đi hỏi cô Út đi, đừng có chịu thiệt thôi. Đi. Các anh đừng có hỏi mà, cô Út đã phiền lắm rồi. Đi hỏi thì càng thêm phiền thôi. Phải, mày lo bị phiền hả? Mày hỏi cô Út đi, coi cổ nói chừng nào phát lương cho tụi tao hả? Phải rồi, đi hỏi. Tôi không hỏi đâu. Tôi không thường cao hiếp người đâu. Cái thằng bả độ này á, mày không hỏi tao đi hỏi. Đi. Làm sao đây? Cô Út kìa. Đã xảy ra chuyện gì? Anh tới đúng lúc đó, chừng nào ông chủ mới phát lương cho tụi tôi đây. Đúng vậy, đây. Chết mày nè, đồ nước. Sao hả? Có sao hay không? Cổ Phú Hương có bài thuốc là của các người mà. Cổ giao này lắp đầu người bảo đảm, dù xưởng rượu ngày mai đóng cửa, chúng tôi cũng không thiếu các người một đồng xu. Không, chúng tôi chỉ muốn được minh bạch thôi. Bây giờ nói xong chưa? Cụ, mình về.
Mẹ. Ê, con đã về tới hả? Mặt của con bị gì vậy? Lại bị người ta ăn hiếp à? Không có, đâu có ăn hiếp con. Con lớn như vậy rồi, con sẽ bị đụng trúng thôi. Ê, con ở nhà còn lẩm cẩm hơn mẹ. Phải xoa rượu thuốc đó. Nếu không như mẹ bị khùng rồi thì không hay đâu. Xoa làm gì? Xoa cũng vô dụng thôi mà. À, chai rượu thuốc đâu rồi? Rượu thuốc ở đây. Ê, con dâu con. Anh đã quên đưa chai rượu thuốc này cho tôi rồi sao? Ừ. Nó bị lãng trí, quên mất rồi. Cô xoa cho nó đi nha. Tôi cũng thấy đau chân, tôi đi xoa rượu rắn đó. Tôi đi. Chưa giúp bác. Ấy không cần, để tôi được rồi. Cô xoa cho nó đi. Không cần đâu, tôi tự xoa được rồi. Để tôi giúp cho. Lỡ bị rượu thuốc vô mắt thì càng nguy. Qua đây, ngồi xuống đi. Thật ra má thùng như vậy cũng tốt lắm chứ. Người ta nói là bà khùng, nhưng ít ra bà không có biết buồn. Nếu như xứng rượu xảy ra chuyện, có bộ thiệt chỗ này cũng không có ở được nữa. Yên tâm đi, với kinh nghiệm kéo đò ngang bấy lộc của tôi, chuyện tới đâu thì hay tới đó thôi. À, tôi đã kiếm ra lu rượu rắn rồi. Sao ghê quá vậy? Công hiệu lắm đó. Có độc hay không? Càng độc thì càng hay, nếu không đâu có công hiệu. Mấy con rắn của anh bắt đó hả? Không có nguy hiểm sao? Nguy hiểm cái gì đâu. Nếu như bị rắn cắn thì có thuốc nam thì độc của rắn. Cô yên tâm đi. Mẹ biết, mẹ biết. Kêu là sanh con đẻ cái. Cái gì mà sanh con đẻ cái chứ? Kêu là sanh nhau cắt nhau. Nói hoài mà mẹ cũng quên nữa. Thiệt như là con gà đánh đá này nè, mới trị được cái thằng đầu mép. Hắn phải chịu thua luôn đó mà. Thiệt là đánh đá. Ê, đủ rồi nha. Còn anh, anh cũng thường trêu ghẹo tôi đó mà. Anh là khắc tinh của tôi thì đúng hơn. Phải ha? Chuyện gì? Tôi có cách rồi. Why some more monkeys are